nghe diễn thật khắc nhiệt. Nếu mơ được đóng phim tại Hollywood, bạn phải cố đến chết để vượt qua những gương mặt khác và phải tôi luyện tâm trí thật cứng, bằng không sẽ bị thị phi nuốt chửng. Mà đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Khi đã đặt chân vào kinh đô điện ảnh, nỗ lực thôi là không đủ, bởi nghiệp diễn của bạn có thể bị hủy hoại bất kỳ lúc nào nếu bạn không đủ nhạy bén và tỉnh táo. Cơ hội thứ hai có thể đến ở nhiều nơi, nhưng riêng Hollywood thì không. Người ta có thể là gà cưng của nhà sản xuất, nhưng chỉ cần thất bại trong một dự án là mất cả sự nghiệp như chơi. Trong lịch sử điện ảnh, những ai từng phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã ấy, hãy cùng Phim tìm hiểu ngay sau đây nhé. Cuối thập niên 2000, chuỗi phim chạng vạng đã trở thành hiện tượng, đưa dàn sao trẻ tiềm năng đến gần hơn với đại chúng. Trong đó, chàng sói Taylor Lautner được kỳ vọng sẽ tỏa sáng không kém gì hai bạn diễn là Robert Pattinson và Kristen Stewart. Tuy nhiên, khi cặp đôi Macaron thử sức ở rất nhiều dự án, dần vượt qua cái bóng năm xưa, thì Lautner mãi chỉ được biết đến nhờ vai Jacob Lackerbup. I am hotter than you. Lý do chính là Abduction, một trong những phim tệ nhất sự nghiệp của cố đạo diễn John Singleton. Bộ phim hành động giật gân quy tụ dàn sao khủng như Alfred Molina, Jason Isaacs và Sigourney Weaver hứng chịu thất bại nặng nề tại phòng vé và ăn gạch thừa để xây nhà. Abduction bị vùi dập ở mọi khía cạnh, mà nặng nề nhất là diễn xuất của Taylor Lautner. Có người cho rằng anh không đủ năng lực, người lại nhận xét anh chưa đủ chín để sắm vai chính. Từ đây, cánh cửa diễn xuất coi như đóng lại với chàng trai trẻ vì không còn nhà sản xuất nào tin tưởng anh nữa. Lautner chỉ đóng nốt loạt phim chạng vạng và xuất hiện thoáng qua trong vài phim của Adam Sandler. Về sau, nam diễn viên cũng không còn giữ được thân hình như tạc tượng từng khiến bao người si mê mà phát tường thấy rõ. Thật đáng tiếc cho sao trẻ triển vọng một thời. Gương mặt tiếp theo từng là thần tượng giới trẻ vào thập niên 80. Cô xuất hiện trong nhiều phim tuổi trưởng thành nổi tiếng và còn sắm vai chính trong Ghost, tác phẩm thu về tới nửa tỷ đô mà chỉ tiêu tốn 22 triệu đô của nhà sản xuất. Những năm về sau, Demi Moore tiếp tục đánh bóng CV bằng những phim chất lượng như A Few Good Men hay Indecent Proposal. Với năng lực đã được chứng minh, cô nhận lời tham gia Striptease và nhận về khoản thù lao lên đến 12 triệu đô, cao hơn bất kỳ nữ đồng nghiệp nào tại thời điểm đó. Đau đớn thay, bộ phim hài gợi tình đến từ Warner Bros. Cũng chính là lưỡi dao đã giết chết sự nghiệp của Moore. Câu chuyện về nữ điệp viên FBI giả làm vụ công thoát y bị đánh giá thấp ở mọi mặt, từ câu chuyện, hình ảnh và nặng nề nhất là diễn xuất. Có người cho rằng Demi Moore đã hủy hoại bộ phim ngay từ những giây đầu tiên. Và nếu đã xem phim, bạn sẽ thấy nhận định này là hoàn toàn có cơ sở. Từ vị thế của một ngôi sao đang lên, Demi Moore đã rơi xuống tận đáy. Striptease nhận tới 6 giải mâm xôi vàng, trong đó có nữ chính tệ nhất và cả phim tệ nhất. Moore cố gắng cứu vãn sự nghiệp bằng cách đổ tiền túi vào phim G.I. Jane, nhưng cuối cùng vẫn ngã ngựa đau điếng, thậm chí còn bị dí thêm một giải mâm xôi vàng nữa. Từ đó, tất cả những gì người ta còn nhớ về cô là cuộc hôn nhân đầy bất ổn cùng tài tử Ashton Kutcher. Nếu như Demi Moore thành danh từ thuở thiếu niên, thì người tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược. Taylor Kitsch vốn định theo nghiệp cầu thủ khúc côn cầu, nhưng chấn thương nghiêm trọng đã đẩy anh đi làm diễn viên. Từ đó, Kitsch trải qua nhiều gian truân, từng ngủ ở ga tàu điện ngầm và sống trong xe ô tô để tìm đường vào mắt xanh của giới chóp bu tại Hollywood. Cuối cùng, Kitsch cũng tỏa sáng trong show truyền hình Friday Night Lights và trở thành dị nhân trong phim Marvel. Năng lực của anh được Disney chú ý, họ tuyển nam diễn viên đóng vai chính trong bom tấn John Carter. Thế nhưng, Kitsch nào ngờ được đây chính là hố sâu chôn vùi sự nghiệp của anh. Tuy là một phim mãn nhãn, đầy giải trí, nhưng người sao hỏa lại trở thành bom xịt, khiến nhà chuột lỗ tới hơn 200 triệu đô. Từ đó, danh tiếng và độ uy tín của Taylor Kitsch bị ảnh hưởng nặng nề. Đã vậy, hai phim cùng năm của anh là Battleship và Savages cũng ngã ngựa trên đường kiếm tiền, chính thức đưa nam diễn viên vào sổ đen trong giới làm phim. Vì vậy, anh đành kiếm cơm ở mảnh đất truyền hình, và dù đã gặt hái được một số thành tựu nhất định, nhưng chừng ấy là không đủ để gột rửa những thất bại trước đây. Gia nhập làng mẫu từ năm 3 tuổi, 11 tuổi đã bộc lộ tài năng diễn xuất, rồi trở thành nữ hoàng tuổi teen nhờ tác phẩm học đường kinh điển, đó chính là Lindsay Lohan. Tiếc thay, cô đã ngủ quên trên chiến thắng. Sự nghiệp đỉnh cao của nữ minh tinh tuột dốc không phanh, với điểm khởi đầu là phim kinh dị vạn người chê I Know Who Killed Me. Trong phim, Lilo lần nữa vào vai một cặp sinh đôi về hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược. Aubrey Fleming là một nữ sinh hiền lành, đoan trang, còn người chị em sinh đôi là Dakota Moss lại đầy bản năng và nóng bỏng. Trong mắt khán giả, vai diễn kép này khó có thể làm khó nữ diễn viên bởi cô từng làm điều tương tự trong The Parent Trap. Thế nhưng, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Bất kỳ nét tính cách nào của nhân vật cũng đều được thể hiện chưa tới vì diễn xuất vô hồn, nhạt nhòa cùng loạt tình tiết thiếu sức nặng. Chưa hết, phim còn bị chê tơi tấp vì câu chuyện khó hiểu, lạm dụng hiệu ứng hình ảnh, với các cảnh quay bị cắt đột ngột trước khi đẩy yếu tố kinh dị đến cao trào.
Nhưng cú chất dài của Lilo từ sau I Know Who Killed Me thì chẳng có cái cớ nào để vin vào nữa. Cô mắc bệnh ngôi sao, thường xuyên đến muộn, quên thoại, thậm chí bỏ quay. Thay vì tập trung cải thiện diễn xuất, Lilo lại sa đà vào những buổi tiệc tùng thác loạn, liên tục dính vào vòng lao lý, để nỗi nhà giam và trại cai nghiện như trở thành ngôi nhà thứ hai, thứ ba của cô. Cái giá mà Lindsay Lohan đã phải trả cho rượu bia, chất kích thích chính là sự nghiệp đỉnh cao và danh xưng nữ hoàng tuổi teen, idol giới trẻ của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục danh sách với một nam diễn viên gạo cội của Hollywood. Ông từng khoác lên mình nhân dạng James Bond lịch lãm, xuất hiện trong những tác phẩm chất lượng như The Rock hay Indiana Jones và còn thắng tượng vàng Oscar. Với sự nghiệp đồ sộ kéo dài từ đầu những năm 50 và là một trong những diễn viên được tôn trọng nhất thế giới, thậm chí còn được phong tước hiệp sĩ, ít ai nghĩ rằng Sean Connery sẽ kết thúc sự nghiệp một cách đột ngột. Ấy là cho đến khi The League of Extraordinary Gentlemen ra mắt. Bộ phim về siêu anh hùng thời Victoria bị phê bình nặng nề vì một cốt truyện thiếu điểm nhấn và dựa dẫm quá nhiều vào kỹ xảo. Sean Connery vẫn xuất sắc như mọi khi, nhưng ông cũng không thể cứu phim khỏi cái nhìn tiêu cực từ giới mẫu điệu. Không quá khi nói rằng LXG là quả lựu đạn phá nát sự nghiệp của cố diễn viên. Connery cho rằng tiến trình làm phim đã bị hỏng ngay từ đầu, rằng đạo diễn Stephen Norrington điên rồ đến mức nên bị nhốt lại. Cuối cùng, ông đành phải đích thân ngồi vào bàn hậu kỳ để cứu rỗi bộ phim. Nhưng kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã thấy. Quá thất vọng, cựu James Bond bèn từ bỏ nghiệp diễn, ông thốt lên: "Tôi chán làm việc với mấy thằng gốc rồi." Rồi rời khỏi sân chơi điện ảnh, cho đến khi dã biệt trần thế ở tuổi 90, khép lại cuộc đời của một trong những diễn viên cá tính nhất lịch sử. Tiếp đến vẫn là một gương mặt xuất chúng tại Hollywood, ông còn có phần thành công hơn Sean Connery khi đem về nhà tận 2 tượng vàng Oscar. Chưa dừng lại ở đó, Gene Hackman còn được biết đến nhờ những màn thể hiện trong Bonnie and Clyde, Superman và Mississippi Burning. Khi đã bước qua tuổi lão niên, ông vẫn hack với tâm trí khán giả đúng như cái tên của mình qua tác phẩm Royal Tenenbaums. Vậy mà chỉ 3 năm sau, Hackman đã đứng trước quyết định rời bỏ nghiệp diễn vô thời hạn. Chuyện là khi đó, ông tham gia đồng phim hài Welcome to Mooseport và sắm vai cựu tổng thống Mỹ. Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng sự thật là phim đã bị chia lên chia xuống vì kịch bản quá dài dòng, lê thề, những tình huống gây cười thì nhạt nhẽo, còn dàn diễn viên thì như đi đóng phim sitcom. Nằm ngoài luồng ý kiến đó, Hackman vẫn được tôn vinh nhờ kỹ năng hóa thân lọc lõi. Tuy nhiên, có vẻ nam diễn viên đã thật sự mệt mỏi với ngành phim vì vào tháng 7 năm 2004, ông thừa nhận rằng mình đã đi đến đoạn kết của sự nghiệp. Từ đó đến nay, siêu sao một thời chỉ còn góp giọng trong phim tài liệu. Ông ngó lơ phim ảnh, chuyển sang làm nhà văn, rồi hoàn thành 3 cuốn tiểu thuyết dù đã qua tuổi 90. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu xem tại sao sự nghiệp của diễn viên hạng A một thời Kevin Costner lại điêu đứng sau dự án phim đầy tham vọng do ông đóng chính và đồng sản xuất Waterworld. Kevin Costner từng có 8 năm liền với liên tiếp những đỉnh cao, từ vai chính trong The Untouchables và No Way Out năm 1987, tới những vai diễn đáng nhớ trong Field of Dreams, Bull Durham, và rồi đa nhiệm hơn về vai trò đạo diễn, sản xuất và đóng chính trong Khiêu Vũ Với Bầy Sói, tác phẩm mang về cho Kevin Costner 2 tượng vàng Oscar. Khi ấy, sự xuất hiện của Kevin Costner nâng tầm và đảm bảo thành công cho mọi phim mà ông tham gia. Thế nhưng, thế giới nước đã phơi bày những tham vọng vượt quá khả năng kiểm soát của ngôi sao hạng A này. Bộ phim bị đội vốn lên cao kỷ lục từ 65 lên tới 175 triệu đô và gặp quá nhiều khó khăn khi sản xuất, bởi tham vọng muốn được quay toàn bộ trong môi trường nước ngoài trời và ngoan cố theo đuổi tính hiện thực đến điên rồ. Sau cùng, những gì thế giới nước nhận lại chỉ toàn lùm xùm, những bình luận không mấy tích cực về nội dung phim và doanh thu thì không đủ bù chi. Bóng đen của thế giới nước khiến Kevin Costner tiếp tục thất bại trong nhiều dự án sau đó như Teen Cup, một phim nhiều điểm hấp dẫn nhưng vẫn không kéo nổi ra rạp, hay The Postman, bị đánh giá là tệ hơn cả thế giới nước về mọi mặt. Sự nghiệp của Kevin Costner có chút dấu hiệu tích cực trở lại vào đầu những năm 2000. Nhưng mà cho tới bây giờ, những gì khán giả nhớ về ông vẫn luôn là một Kevin Costner thời hoàng kim ở thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Với màn hóa thân thành Anakin Skywalker, chúa tể Darth Vader thời trẻ, Hayden Christensen đã trở thành gương mặt thân quen tại Hollywood đầu những năm 2000. Thành công thương mại của bộ 3 tiền truyện Star Wars là cơ hội để anh tiến xa hơn trong nghiệp diễn, nhưng cũng là thách thức không nhỏ bởi bộ kỹ năng của nam diễn viên vốn không được đánh giá cao. I don't like sand. Thế rồi, Christensen tự ghi mình vào hình tượng Jedi sa ngã khi nhận lời đóng phim Jumper. Anh sắm vai một nhân vật có thể dịch chuyển tức thời, nhưng điều đó cũng không thể giúp nam tài tử trốn khỏi búa rìu dư luận. Phim bị phê bình nặng nề với cốt truyện lỏng lẻo, trong vội, quá khác biệt so với tiểu thuyết nguyên tác, cùng với đó là cái kết chưng hửng. Dù không đến nỗi là bom xịt, nhưng Jumper cũng là cú hích đủ mạnh để Hayden Christensen nói lời tạm biệt về Hollywood. Anh cảm thấy những vai diễn như Anakin là quá sức, nên đã mua lại một trang trại tại quê nhà, sống đời điền viên cùng vợ và con gái. Hiện tại, dù đã quay lại đóng vai diễn làm nên tên tuổi trong Obi-Wan Kenobi, nhưng Christensen khó có thể vượt qua được cái bóng ngày cũ.
Có thể nói, nghiệp diễn của anh đã đến hồi kết ngay tại khoảnh khắc Darth Vader thét lên những tiếng đau đớn. Còn cảm giác nào tồi tệ hơn việc trở thành vết đen trong bộ phim do chính bố mình đạo diễn? Sofia Coppola có lẽ sẽ đồng tình về điều này. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống điện ảnh, khí chất nghệ thuật thứ bảy đối với Coppola vốn dĩ đã chảy ngầm từ trong trứng. Cũng vì vậy mà sự xuất hiện của cô trên màn ảnh đã khiến giới mộ điệu không khỏi mong chờ. Thế nhưng, cơ hội không phải lúc nào cũng đi kèm với cơ duyên. Mình đang nói đến vai diễn Mary, cô con cái rượu của nhân vật Michael Corleone trong phần 3 của loạt phim Bố Gia Đình Đám. Vô vị, nghiệp dư và không có một chút nào thuyết phục. Màn thể hiện thậm tệ của Coppola kinh điển đến mức đã gây bàn tán nhiều hơn tất cả những gì diễn ra trong phim. Tuy nhận về 7 đề cử Oscar năm 1990, nhưng tác phẩm vẫn bị đánh giá là phần tệ nhất trong bộ 3 phim Bố Già. Còn cô diễn viên 19 tuổi ăn phải cú đúp mâm xôi vàng ở cả hai hạng mục là nữ diễn viên phụ tệ nhất và ngôi sao mới tệ nhất. 8 năm sau vai diễn đáng quên, con đường diễn xuất chính thức khép lại với Sofia Coppola, nhưng sự nghiệp điện ảnh của cô thì không. Cô chuyển sang làm đạo diễn kiêm biên kịch với tác phẩm đầu tay là The Virgin Suicides. Sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả lẫn giới phê bình đã nhanh chóng bật đèn xanh cho Sofia, đưa nhà làm phim trẻ đi từ thành công này sang thành công khác với hàng loạt những dự án chất lượng như Lost in Translation, Somewhere hay gần đây hơn là The Beguiled. Vị trí cuối cùng trong danh sách không phải là người có sự nghiệp bị hủy hoại mà rẽ sang hướng cô hoàn toàn không muốn. Trước khi đóng chính trong tác phẩm kinh dị The Exorcist, Linda Blair là người mẫu nhí tài năng, từng đóng quảng cáo cho những nhãn hàng nổi tiếng. Sau khi trở thành cô bé quỷ ám Regan McNeil, tên tuổi của Blair lại càng lên cao. Cô thắng giải Quả Cầu Vàng, thậm chí có nhận được đề cử Oscar khi mới chỉ 13 tuổi. Tuy nhiên, bộ phim đã để lại những dư chấn đáng sợ cho nữ diễn viên. Cụ thể, cô phải chịu cái lạnh buốt giá trên phim trường, bỏng mặt vì lớp trang điểm, thậm chí còn bị đánh vào sống lưng liên tục để thực hiện cảnh quay. Đã vậy, Regan còn chịu sự soi mói kinh khủng từ giới paparazzi khi tuổi đời còn quá nhỏ. Nhưng, đỉnh điểm là khi sao nhí nhận được thư dọa giết vì có người tưởng cô là quỷ dữ thật. Ở chiều hướng khác, đỉnh cao của The Exorcist còn vô tình gán cho Regan Mark nạn nhân, khiến cô chỉ được mời đóng những vai nạn nhân yếu đuối, phải oằn mình chịu đựng. Dù nữ minh tinh đã cố gắng làm mới bản thân, nhưng cũng chỉ được chọn vào những phim hạng B trong suốt sự nghiệp về sau. Và đó là 10 diễn viên mất cả sự nghiệp chỉ sau một vai diễn. Tất nhiên, ngoài chất lượng phim, còn rất nhiều yếu tố ngoại cảnh dẫn đến pha chìm nghỉm của họ. Nhưng chúng chỉ càng cho thấy mảnh đất điện ảnh thực chất cằn cỗi và khắc nghiệt đến nhường nào. Hollywood là vậy. Bên ngoài, nơi đây là chốn phồn hoa phong nhã, là nàng thơ đầy kiêu hãnh và đam mê. Nhưng sâu bên trong lớp vỏ bọc đó, có khi lại là mụ phù thủy, luôn trực chờ kết liễu giấc mơ nghệ thuật của bất kỳ ai một cách phũ phàng và đau đớn. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.